của bắt đó, nắm chặt tay nhau đi. Bây giờ á, để đánh dấu cái ngày quan trọng, cái cột mốc quan trọng này, mình hôn nụ hôn đầu tiên. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. À, bên làng gái sẵn sàng chưa vậy Hồng Vân? Thì cũng sẵn sàng rồi đó. Sẵn sàng nha, bây giờ mình sẽ giới thiệu bên đàn trai trước nha. Nói nghe nè Linh. Sao? Vân muốn chuyển cái bó hoa này cho cái bên nhà gái, tặng mà tặng cho bên nhà trai. Trời ơi, lạ lắm nha. Độc quyền luôn đó. Và bây giờ chúng tôi xin chào đón nhà trai. Xin chào đàn trai. Ngồi đi. Nào, bây giờ mời đàn gái chúng mình ra đây nào. Bây giờ là bên trai bên gái có mặt trên sân khấu rồi, mình giới thiệu về nhau để cho đối phương cùng nghe ha. Mời em trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Dạ chào luôn gia đình của bạn gái và bạn gái kế bên. Dạ em tên là Trịnh Minh Trí, em 30 tuổi, em đến từ LA. Tính từ đâu? Dạ LA là Long An đó anh. Trời ơi. Trời duyên dáng. Quá dễ. Dấu hiệu sự duyên dáng đầu tiên. Em đang công tác tại văn phòng đăng ký tỉnh Long An. Em là kỹ sư chắc địa. Bây giờ thấy bên đàn trai người ta bộc lộ sự duyên dáng của người ta rồi đúng không? Dí dỏm nữa. Bây giờ bên đàn gái mình đừng có chịu thua. Em tự giới thiệu đi. Trời sao con rung quá cô Hồng Vân ơi. Trời. Sao lâu nữa thiệt con rung quá luôn á. Có gì đâu rung. Em chào cô Quyền Linh. Ủa? Nhớ rồi, xấu hổ quá. Cô Quyền Linh, chào em. Nắm tay truyền lửa. Ôi, rung lắm. Đàn gái rung duyên dáng lắm nha. Rồi, dạ. Cô Quyền Linh chào bên đàn gái. Dạ, cho con xin phép là gọi là chị Hồng Vân. Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, bạn trai bên kia và các anh chị khán giả, bạn bè có mặt trong ngày hôm nay ạ. Em tự giới thiệu, em là Phương Thảo, năm nay em 30 tuổi. Nhà ở quận 5, thì công tác hiện tại là đang ở quận nhất. Cụ thể là em làm gì? Em là bên quản lý mạng chăm sóc khách hàng. À, quản lý chăm sóc khách hàng là cô đó lành lắm đó. Bây giờ đàn trai giới thiệu đi, những cái ưu khuyết điểm của mình là gì cho đàn gái nghe nè. Dạ thì về ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, mà nấu mấy món đơn giản thôi. Rồi không hút thuốc, không cờ bạc, thì uống rượu ở mức xã giao thôi. Còn khuyết điểm của em thì em hay lo lắng thái quá. Tại em làm bên kỹ thuật á, thì em hay cầu toàn lắm, em muốn cái gì nó cũng hoàn mỹ hết. Đó là một cái điểm cũng tốt mà, hơi chỉnh chu. Dạ. Như đôi khi chỉnh chu quá làm người khác khó chịu, đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ bên đàn gái đi. Dạ thì ưu điểm của em á, sao em nghe bạn trai tả xong cái em xấu hổ quá à. Ủa gì xấu hổ? Bạn nhiều ưu điểm quá đúng không? Bị lấn áp hết trơn luôn, nghe nó biết nấu ăn là em thấy em bắt đầu em e dè, em rụt rè rồi. Em không biết hả? Dạ em biết, nhưng mà có điều ăn không được. Sao kỳ vậy? Tức là mình biết nấu nhưng mà là mọi người sẽ ăn không được cái nấu. Dạ mà có mình em thấy ngon à. Còn bà con, bạn bè, anh hai em ăn là thôi lần sau để anh nấu cho, đừng nấu nữa. Rồi ưu điểm của đàn gái là gì? Cái ưu điểm của em á là em được một cái là em khả năng chịu đựng của em tốt lắm. Tại vì em làm bên mảng chăm sóc khách hàng á. Nên nhiều lúc cãi lộn hoặc là khách khó chịu hay sao thì cũng ngồi lắng nghe nhẹ nhàng chứ. Tức là mình sẽ không cãi lại. Mình sẽ không cãi lại. Giờ mình nói một chút xíu về gọi là tình duyên đó giờ đi cho mình hiểu nhau hơn. Mời dạ, bạn trai. Thì trước giờ em cũng trải qua 3 mối tình rồi. Thứ nhất là do là hồi đó đi học đại học cũng có quen. Rồi sau này bạn đó về quê rồi không có liên lạc nhiều, tại sao mà cách lòng đó. Dạ còn cái mối tình thứ hai thì em cũng quen trên mạng Facebook. Hai người chưa gặp mặt lần nào hết. Tại lúc đó em cũng đang đi học nâng cao lên, còn không có hứa hẹn gì với bạn đó hết. Rồi cái giờ bạn đó có chồng với lại có con rồi. Không dám nói. Vậy là mối tình nó cũng chưa sâu đậm gì chứ, chỉ có mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba thì quen bạn đó cũng tìm hiểu đâu cũng được nửa năm. Nhưng mà thấy không có hợp lắm thì không có quen nữa. Rồi giờ mình nói về bên mình đi hả? Dạ lịch sử tình trường của em á thì tóm gọn có một câu à, 12 năm 2 mối 2 tình yêu. Mà cứ cái khoảng thời gian mà em thấy nhạy cảm là cái số 6 á. Là quen đúng 6 năm ngắt. Nên bởi vậy anh ơi mình quen mình né số 6 ra nha anh. Tới khoảng số 4 hay số 5 mình chốt đi anh. Chốt là có nghĩa là 4 năm là lấy đó. Mình dạ, tiến tới được em. Kìa, đàn trai hỏi kìa, 4 tháng lấy luôn được không kìa? Dạ mình chốt. Chốt luôn rồi. Dạ mình chốt.
Nhưng mà rồi. lý do làm sao em lại chia tay? Cái mối đầu của em thì lúc đó có thể là em còn nhỏ quá, em chưa có suy nghĩ chín chắn thôi, để em còn đi học. Cái mối thứ hai thì nói xấu hổ quá, hồi đó giống như theo kiểu mà xấu mà còn không biết phấn đấu nữa. Trời. Xấu mà bạn đó góp ý, em ơi em giảm ký xuống chút, em ơi anh thấy mặc đồ này không hợp đâu, mình nên phối màu vậy nè. Không, em đẹp rồi, em tự tin lắm, hồi xưa là em cỡ này nè. Đâu để tôi qua coi đàn gái chút xíu nha. Quá có chờ xíu coi. Anh ơi nhờ anh coi cái mặt tướng phù thề vậy giờ. Để anh coi cho coi. Đâu? Ôi trời em gái. Thôi dễ thương xinh quá vậy ta. Vậy đó, vậy mà biểu là không ấy nè. Trời ơi đàn gái dễ thương quá. Thằng trai chịu quá. Không, mà tôi nhìn đàn trai tôi thấy là điều đầu tiên tôi thích là cái răng khểnh đó nha. Em có cái gu của em có răng khểnh không? Cái gu của em á, em không có yêu cầu về răng mà em yêu cầu về bụng. Bụng hả? Chào chị. Cái đàn trai tôi thấy hơi bị được đó nha. Tôi nói nghiêm túc cho cô biết đó nha. Nhưng cô. Mà em thích anh nào bụng bự. Ủa, phải có bụng. Thích bụng bự hả? Sao dạ. Thích bụng bự vậy em? Em mê anh nào bụng bự lắm. Nhìn nó hấp dẫn mà trời theo cái ơi. Kiểu là rất là tạo được cái niềm tin mà chắc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mạnh mẽ nữa. Nghĩa là đàn ông bụng bự là có niềm tin vững chắc. Hỡi dạ. Những người đàn ông đang bụng bự, hãy tự hào vì điều đó. Vỗ tay cho cô gái của tôi nào. Bây giờ là đàn gái nè. Em không thích gì ở đàn ông? Em thì em không yêu cầu gì nhiều hết. Em yêu cầu là phải có cái sự chân thành, phải có sự chia sẻ. Và em không thích nhất là không thích nói xạo em. Không thích nói xạo nha. Dạ. Hứa đi nha. Còn bạn có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em có cái mẫu hình giống như ca sĩ Võ Hà Trâm vậy đó. Là cái tính tình nó vui vẻ, hòa đồng vậy em thích. Em làm như bữa nay á, là ông Tơ bà Nguyệt là đưa đến cho em một cái mẫu mà nói chung là hoàn toàn trong trí tưởng tượng của em là có hết luôn. Chính đó. Xác luôn. Cái nụ cười cũng giống Võ Hà Trâm luôn. Sao kỳ vậy ta? À. Dạ, dạ không, em may giờ, mắn quá rồi. Bây giờ em tưởng tượng cái cô gái bên đây á như thế nào, em tả thử chị coi đúng không? Dạ là cái có cái nụ cười thân thiện nè. Rồi nếu mà mặt nó có cái đồng tiền thì nó cười có đồng tiền thì nó sẽ hay hơn. Không có đồng tiền nhưng mà cổ đúng. Cười gần như ra tiền. Bây giờ vậy nè, mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái nó đi dai vậy em gái? Em đi với chị đồng nghiệp với lại bạn bè của em. Đồng nghiệp hả? Giờ mình cho ý kiến đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Em tên là Vân, thì em là đồng nghiệp của Thảo. Chị em chơi với nhau đến đây cũng 10 năm rồi. Em rất là quý Thảo vì Thảo là một cô gái rất là dễ thương. Với quan điểm của nhà gái thì thấy bạn trai trên này rất là hiền lành, rất là dễ thương và đặc biệt là rất là chân thật. Thì nhà gái là nhà gái ưng rồi đó. Hay quá. Hay quá. Hôm nay chú rể đi với ai à? Dạ đi với mẹ với lại mấy dì. Dạ với người em nữa. Chào cô, chào thằng trai. Dạ cô xin chào ông Mai Quyền Linh và bà mối Hồng Vân. Dạ. Và cô chào con và dạ, chào tất con. Cả mọi người trong trường quay hôm nay. Chào bên đàn gái. Tôi là mẹ của Trí. Trí nó ở nhà nó rất là ngoan hiền. Đến nỗi nuôi đến 30 năm mà vẫn chưa tìm được một cái nàng dâu nào. Nên bữa nay đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì tôi rất là vui. Và thấy con bên này cũng rất là vừa ý. Rồi mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu và sớm có một cái tiệc vui vui cho dòng họ đang biết. Mà cô nhận thấy là giữa hai con làm như có cái gương mặt phu thê sao á. Mẹ em tính nói đó. Dạ xin chào hai MC, chào khán giả trường quay. Tôi là dì của Trí thì cũng lâu lắm rồi, trong gia đình mình chưa có đứa cháu nào lập gia đình hết. Cũng mong là hai con có sự khởi đầu tốt đẹp. Dạ xin tặng hai cháu và chương trình mấy câu thơ. Câu thơ nữa hay quá gì. Xin chào khán giả MC, thân chào hai họ đến đây kết tình. Này là trai Thảo gái Sinh, hai con bấm nút cho mình kết đôi. Trời ơi, khởi đầu này vô cùng là tốt đẹp luôn. Dạ đó. Lần nữa là chúc hai con khi đi lẻ loi, khi về có đôi. Cảm ơn vậy. Rồi vậy là nó hợp tình hợp lý rồi dân ha. Hy vọng là mình có cái đầu heo đi. Hy vọng hôm nay là ông Mai và mối là có cái đầu heo liền nha. Ok. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi dân ha. Mở đi, mở đi. Rồi đi. Mở rào. Chuẩn bị Trí nha. Anh thấy là đàn gái đàn trai là có duyên rồi, quan trọng là tụi em có nợ hay không thôi. Bắt đầu đi Trí. Rồi quay lại nào. Không gian này của em đó. Đó của hai đứa. Dạ. Chào anh. Dạ. Tới chương trình thì anh có 3 món quà để dành tặng em. Dạ. Thứ nhất là tặng cái bông hồng này, có 9 bông nữa.
thì nó sẽ là một tình thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu. Dạ, đây là nó hoa bằng sáp ha. Hai dạ, người ta đồng màu với đầm mấy mặt dạ. Hôm nay rồi. Dạ, tiếp theo đó là cái tấm thiệp này dạ. Anh tự thiết kế và dạ, hy vọng là nếu mà mình có duyên với nhau á, mình sẽ làm cái thiệp cưới giữa anh với em. Và dạ, đây là cái địa chỉ nhà anh. Đây chỉ để tọa độ trắc địa và tọa độ Google Map. Nếu em có đi Long An á thì em tới em nhắn tin trên điện thoại là sẽ kiếm được nhà anh. Trời ơi, chuẩn bị kỹ vậy ta. Còn đây là cái đồng hồ. Đây là đồng hồ nên anh lựa là cái mặt tròn á. Thì nó ý nghĩa là giống như tình yêu, nó không có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho tình yêu. Anh phép đeo cho em. Trời ơi, đề nghị cô dâu đọc cái nội dung của tấm thiệp coi. Sao mà nó ngọt ngào dữ vậy trời. Ủa đeo đồng hồ luôn rồi kìa Linh. Đeo khỏi luôn. Bấm nút đi. Em có một món quà tặng anh. Đây nữa nè, bó bông nữa kèm theo. Dạ. Đó là món quà của bà mối dạ, dành cho. Dạ, cái này đó. Là món quà của chị ông Vân. Mong là trao chút cái duyên mà chút cái may mắn khởi đầu. Rồi, dạ. Cảm ơn chị Vân. Em tặng anh cái quà này, thực ra cái này là dạ. Cái cuốn sách mà cái sách gọi là sách gối đầu giường của em luôn á. Thì em tặng anh để mong là mỗi lần mà mình mất thăng bằng hoặc là cần tìm một cái niềm vui thì mình đọc ra, tại vì đây là cái cách em làm suốt mấy năm qua mà em thấy nó hiệu quả nên em muốn chia sẻ với anh. Rồi, cảm ơn em. Tò mò dạ. quá. Em xin phép được đọc nha. Dạ. Dạ, ảnh có làm thơ, có logo chương trình bạn muốn hẹn hò. Là mốt thay thế cái hình em là dạ. cái hình đó đó. Có thiệp ghi là Minh Trí và người nhận thiệp. Thật vui khi gặp được em, người mà anh thầm mơ ước. Em có tin vào duyên số không? Em mắc cỡ quá. Em đọc mà em mắc cỡ quá. Dạ, anh thì tin là em là định mệnh của đời mình. Anh mong sẽ cùng em tìm hiểu, cùng nhau san sẻ những vui buồn trong cuộc sống và sẽ cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Anh hy vọng sẽ thay thế ảnh cô dâu bằng ảnh xinh đẹp của em trong ngày cưới và ghi tên em trong tất cả thiệp cưới của mình. Cho anh cơ hội làm người yêu em và cũng là người đi đến hết cuộc đời. Chọn anh là người mà em có thể yêu thương và đặt chọn niềm tin vào anh. Trời em. Trời ơi. Trời em rung rinh quá luôn á. Trời ơi thật sự á. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn món quà. Nó chuẩn bị giống như đám cưới luôn rồi coi. Thiệt luôn á Linh ơi, vẫn thấy cái nút. Tối qua hồi hộp ngủ không được luôn. Thấy không? Vỗ tay cho cặp đôi ngày hôm nay. Mời hai cảm bạn vào vị trí anh. Đi. Nói nghe nè cưng, rồi bây giờ bụng bạn nam chưa có đủ bự thì sao? Anh gán tập cho bụng bự nha, đừng có để bụng ốm, em không thích bụng ốm. Dạ. Bụng bự thấy nó vững vàng lắm. Cái sở thích nó hơi kỳ dị một xíu nhưng mà em mê lắm. Không, anh cũng thấy bụng anh nó cũng hơi bự rồi, tại bự trong cái giới hạn cho phép. Dạ. Em ghen sao em? Ví dụ em ghen thì em sao? Em ghen em dữ lắm. Cái tính em hung dữ ghê lắm. Em đánh cái người đó, em đánh chồng em. Em về em xử người nhà em trước. Xử chồng trước phải không? Dạ đúng rồi, mà em xử trước mà em ghen hùng hùng hổ hổ lắm. Nhìn em vậy thôi chứ tính em hung dữ như thằng đàn ông vậy đó. Nhưng mà nhìn bánh bèo lắm. Mà khóc ghê lắm. Nên có gì có gì thì nói trước, nói thiệt với em. Ví dụ sau này nói em anh hết thương em rồi, cho anh quen người khác thì mình dễ chịu hơn. Hơn là nói không nói thiệt với em buồn lắm. Thì cái quan niệm trong tình yêu anh đó thì có sự sẻ chia đó. Dạ. Thì anh với em thì cứ nói thật, nói thẳng đi. Thì ví dụ em có giận anh hay gì đó, em cứ nói thẳng ra chứ đừng có im giấu giấu, ngồi khóc mình. Khi anh không biết em giận anh vụ gì hay em ghen cái vụ gì em chả biết nữa. Nhiều khi ghen đúng ghen sai. Mà dạ. chắc chắn mình không có làm gì có lỗi thì em đâu có gì phải ghen. Dạ. Dạ đúng rồi. Em gặp anh em cảm thấy có cái độ rất là gọi là chân thành á, mà rất là thật nữa, cảm thấy rất là quý anh ở cái điểm này. Dạ cảm ơn em. Thầy rất mong em sẽ cho anh cơ hội. Sau đó em sẽ tặng cho em một cái bài hát, hát cũng thay lời muốn nói. Dạ. Đứng lên bằng đi cưng. Bằng lòng đi em, anh về quê rước tía lên liền. Trời ơi. Rồi mai đám cưới rước dâu bằng xe Grab. Trời ơi. Ba má nhìn nhau cười vui, anh với em thì vui sướng trong lòng. Hỏi mà thấy em im re, sao mà làm thinh không có nói. Để anh đây trắng đêm lời dò dè. Yeah. Nè, bằng lòng đi em, quà cưới anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Bằng lòng nha em. Sao tôi nhìn bạn này tôi cứ tưởng tượng anh Quyền Linh hồi trẻ thì chân thành mà gọi là rất là hay mượn lời ca tiếng hát để nói nỗi lòng của mình á. Đúng rồi. Đó. Ảnh siêu dễ thương chị. Siêu dễ thương đúng không? Dạ bạn đúng rồi. Hát tặng bạn trai đúng bài rồi. Nào đó. Em bị một cái hồi xưa bạn em hay nói á là người ta hát có tính nghệ sĩ, có tính ca sĩ. Em thì hát chỉ có tính mang tính giải trí thôi. Kệ. Em hát được 2 câu à, em không hát được qua 3 câu. Anh chịu khó một xíu nha. Anh nhà ở đâu thế?
cứ tới lối trong tim em chẳng biết đường về. Dạ hết rồi. Dạ được có hai câu thôi, qua tới câu thứ ba là sẽ bể. Rồi hết thời gian, chúng ta hãy làm thủ tục của chương trình. Dạ. Đó là để tay vào nút bấm nha các bạn. Duyên nợ có hay không là do các bạn. Thời gian đã đưa ra đó là 4 tháng. Hy vọng rằng 4 tháng trôi qua nó sẽ đong đầy những cảm xúc. Hãy quyết định bằng chính con tim của mình nha. Chuẩn bị. Trời ơi. 3, 2, nó bấm luôn rồi. Chúc mừng. Nào, hai đứa. Dạ. Ủa bắt đó, nắm chặt tay nhau đi. Bây giờ á, để đánh dấu cái ngày quan trọng, cái cột mốc quan trọng này, mình hôn nụ hôn đầu tiên. Tình yêu bắt đầu từ ngày hôm nay với nụ hôn đầu tiên. Nào, bắt đầu đi. Rung.